Rồi chào các bạn và mọi người á, hôm nay mình quay chiếc IH này cũng đội hình của Võ Nam đó nha anh em. Máy này chạy nhanh hơn máy Võ Nam, máy này có xuống cái Muli HT hả? Tắt 35 hả? Gain của nó nhiêu? Gain tắt 55 mà xuống 2 phân. Máy này chạy ghê lắm nha anh em. Chạy nhanh hơn máy Võ Nam nha, máy Võ Nam thì vẫn tính 2 tắt 2 nhưng mà chạy Muli HT gain. Độ này xuống miếng nha các bạn. Đây mình review máy của cái ông anh này các bạn coi nha. Đây Võ Nam dắt qua nè, nó thì mình chạy tiếng hồ khoảng nhiêu công anh, quá chạy à? Máy này hàm 2m sao không? Hàm 2m. Máy này chạy quá chạy nghe nè, máy này còn mới lắm. Võ Nam nói thì máy này chạy tâm 2 tắc 2, Muli tắc 35 hả? Máy này chưa có mà cái gì xả dầu cho bọng cho anh em. Nghe nói là chưa nhưng mà không biết sao. Đây là cái Muli tắc 35 này các bạn. Hàm 2m chỉ chạy đơn giản thôi. Nó rất là nhanh, khỏi cần lên bánh luôn nghe nè. Còn bánh 8 nữa này. Bánh rất nhỏ ha. Con này thì hàm 2m ha, con này được hàm 2,3 chạy mới giật. Máy còn rất đẹp nha anh em. Này Võ Nam rất qua coi. Có ngựa nè. Lo quay máy xong quay ông chủ trang trại. Ông chủ không có làm gì đâu quay không. Đây cái tâm các bạn chạy 3 giây ha. Này ha, thấy không? Đơn giản, chỉ cái tâm dưới cái gáy thôi là Muli thôi là máy tốc độ rồi. Đi hát dễ bình lắm nghe anh em, chỗ đó nó còn rất là rộng kìa. Trong đó nó còn rất là rộng luôn các bạn. Trong đó rất là rộng, anh em có thể lên Muli lớn một chút nữa cũng vẫn bình thường nha. Rồi đây, máy này tốc độ ghê lắm nha anh em. Coi ngang ngang á, này không có chỗ quay ngang ngang cho anh em coi ha. Mà tốc độ này ghê lắm các bạn. Nãy giờ múa lửa mà mình thấy là ghê lắm. Thôi máy im ru nghe anh em. Rồi Yanma xài động cơ 4T98, bê tông 98 2000. Giữ dòng 9 phút, con này chạy cặp xích 5 tắc rưỡi gì nha anh em, 54 mắt. Dài hơn 71 mắt ha. Mà bự hơn. Bằng xích 95 bề ngang anh em. Bên bự bên nhỏ. Mãi ghê không? Tè không? Ghê lắm nha anh em. Thì mới mưa xong chưa chạy hết cặn hay sao các bạn ơi. Chứ lúc nãy chị ghê lắm. Gió. Dài đường rồi xong bên đó rồi. Qua khu bên đây quay cho anh em coi. Này quay cua mà quay chở rất là mau.
lại anh em coi nó chạy ghê lắm. Con này 70 mà để vô là không có đủ với nó đâu anh em. Mà nó dư lực các bạn. Đồng này thuộc Hội Sơn An Giang anh em. Này kêu bằng cái này là cái nếp mình đi vô đường cái nếp các bạn. Nói chung là gần gần cái nếp chứ nó không phải nằm trong cái nếp nha anh em. Tốc độ này thì chắc cũng cỡ phạm chịu rồi đó anh em. Quá nhanh. Vì máy này chạy nhanh hơn máy Võ Nam các bạn. Máy chạy nhanh thiệt. Thì qua cua rồi nó sẽ chở nó mau hơn 93. Thì nãy mình có hỏi Võ Nam thì nói chung máy mới bây giờ nó mắc hơn 93 nha anh em. Mấy con này bây giờ nó cũng có giá thì thị trường nó mắc hơn 93 này. 700 mấy gì đâu. Quá cao ha. Lúc trước thì nó không nó hỗ trợ nó rẻ, bây giờ nó hơi cao giá các bạn. Máy này đi 850 có lá cờ Việt Nam luôn nha các bạn. Ghê lắm. Xé gió chưa? Bởi mình quen máy Võ Nam thì nó đã nhanh rồi, mà máy này xuống thì nó nhanh hơn máy Võ Nam rồi, nó xuống cái Muli HT nha anh em. Tắt 55 còn tắt 35. Còn cái gin hình như là của thằng cái tâm của thằng này tắt 8 lên 2 tắt 2 các bạn. Đó xong rồi đó các bạn. Ôi quay cua câu đạp kìa. Xuống dần chưa? Sẽ giạt nè anh em. Rồi sẽ giạt hận rồi sẽ giạt ngạch ha. Bay à. Nhanh lắm nghe anh em, ở ngoài nhìn vô nhanh lắm. Mày lên cặp bánh chính và chạy xé tiền các bạn. Tại vì cái đồng của cái dùng ở bên Đồng Tháp thì mấy máy Đồng Tháp qua thì cái dùng ta cắt lấy gom anh em, người ta lên cũng vừa. Tên tốc độ cao quá ta chạy cũng không được. Rồi máy đang ra các bạn ơi, đang ra vàng. Mình né mình nó ra rừng. Vô các bạn, khu này xả giạc thì xả ngược chạy quay là hận chạy rồi nghe anh em. Máy này thì hàm 2 mét rồi các bạn ơi, không phải 2.3, đầu nó 2.3. Nhưng mà sự của 2 mét anh em, hàm nhỏ. Mấy con nhân ma lái giống như lái xe hơi các bạn. Anh em mình không quen là anh chạy khó lắm nghe anh em nào có cảm giác thử qua chưa, chứ tôi thử qua rồi các bạn ơi. Thì rất là khó chạy. Bởi vì mưa hoài các bạn. Máy chạy ghê không anh em, nhìn tới xa chạy dữ dằn chưa. Nè mưa tới nè anh em, bắt đầu mưa tới nè. Thì vô hấp nhiệt đới anh em nè, mưa tới rồi nè anh em thấy không. Máy vô này trên đây là mưa tiếp nha các bạn. Bữa nay nói chung quay sương sương cho anh em coi á. Rồi anh em nào có nhu cầu mua máy bán máy liên hệ với mình á, qua số điện thoại là 0386757685. Có nhu cầu mua nhắc thì liên hệ với mình luôn nha. 70.
95 105 đều có các bạn ơi. Chào các bạn nha. Thì bên mình có nhận làm tem cái này nè các bạn. Tem gì nè các bạn? Đó. Đây. Nguyên combo này là 1.200.000 anh em. Đó. Thì cái này là mặt nạ ngoài trước nè. Đây là chữ Thái. Còn này là dán im. Này là của anh em tên Thành Lỵ 67D1 tốc độ Mãi Đỉnh. Cái này không thì